Chào mừng cô chúc bạn đang theo dõi trên kênh Lo Hay TV. Những ngày và cánh quay trước mắt cô chúc bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và hôm nay mình mua được cái túi này tại cái trung tâm thương mại này. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho cô chúc bạn nhé. Đồng thời báo giá về tận Việt Nam. Cái này thì mình vừa thanh toán tiền xong. Nhân tiện này thì quay cho cô chúc bạn. Thì đây là một chiếc túi của hiệu Grad. Chiếc này thì dành cho nam cô chúc bạn nhé. Trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Cô chúc bạn có thể thấy là số đo của nó thì khoảng 30 cm, 30 × 18, khoảng 28 × 18, 28 × 18 cm. Cái hiệu Croat này thì cô chú bạn có thể thấy nó chỉ đứng sau dòng của LV nhé. Đây là trong chiếc túi trong tình trạng rất đẹp dành cho nam. Chiếc túi này về tay 3 triệu từ Việt Nam, bao ship toàn quốc. Cô chú bạn, màu của nó rất là đẹp cô chú bạn. Khóa ví này, kiểu dáng nó rất phù hợp cho cô chú bạn để giấy tờ trong các ô tô hoặc là ngăn ví điện thoại tiền. Túi xách tay và kẹp nách của nam cô chú bạn nhé. Giá về tay là 3 triệu. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho nó thì gửi qua số Zalo. Mình vừa thanh toán tiền xong nhé, thì ngay bây giờ qua tiếp cái hành lang kia quay tiếp cho cô chú bạn mấy chiếc đồng hồ. Đồng thời báo giá về tay, cô chú bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình cho nó thì gửi qua số Zalo. Cô chú bạn thấy là chỗ này bán rất là nhiều đồng hồ túi hiệu. Thì trong đây mình quan sát là thấy có một chiếc đồng hồ Rolex nữ. Lát mình quay cận cảnh chi tiết cho cô chú bạn. Đồng thời báo giá về Việt Nam một cái giá tốt nhất để cô chú bạn lựa chọn nhé. Cô chú bạn thấy là nhiều túi ví và đồng hồ. Ngay bây giờ không để mất thời gian cô chú bạn. Mình quay cận cảnh cho cô chú bạn chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp và rất hiếm gặp cho cô chú bạn nhé. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 22.000 yên Nhật, 22.000 yên Nhật, chiếc đồng hồ của Orion. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, đồng thời báo giá về Việt Nam. Đây là một mẫu đồng hồ mà lên tay rất là đẹp, cô chú nhìn này, rất là độc và lạ nhé. Đồng hồ automatic, tự động lên dây, có rất nhiều chức năng, thứ, ngày, tháng, ba kim nhá mọi người. Mặt số của nó cũng rất là nổi đẹp, nói chung cơ bản nên một chiếc đồng hồ rất đẹp luôn. Đồng hồ này dành cho nam nhá, size của nó thì khoảng 42 cm, size 42, sáng và đẹp. Mình quay cận cảnh phía sau cho cô chú bạn này. Cận cảnh phía sau nhá, đây là một con đồng hồ của hãng Oreo automatic. Mặt phía sau của nó này cô chú bạn thấy này. Đấy. Quay kỹ mặt sau cho các bạn thấy nơi. Đây con này là con, cô chú bạn có thể thấy con này là con giáp tại Trung Quốc nhé các bạn nhé. Giáp tại Trung Quốc, nó giống kiểu điện thoại iPhone của chú đang dùng là giáp tại Trung Quốc, nhưng đây là một con hàng chính hãng nhé. Con hàng chính hãng của Oreo. Con này đặc biệt là vào tay rất là đẹp luôn. Bây giờ mình vào tay cho cô chú bạn này. Nhìn cái mặt của nó rất là nam, nam tính. Thể hiện rất nhiều kim số, ngày tháng, thứ, giờ. Đây vào tay này, size 42 cô chú bạn nhé. Rất trẻ và đẹp. Giá chiếc này về tay là 4 triệu 500 ngàn đồng. 4 triệu rưỡi là giá về tay, bao ship toàn quốc. Hàng chính hãng của chú bạn nhé. Hàng chính hãng bán tại Nhật, hàng Nhật mà được ráp tại Trung Quốc nhé. Đằng sau nó in chữ ráp tại Trung Quốc. Nên cô chú bạn lưu ý không mua sắm. 4 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay. Đấy, còn đây là một chiếc đồng hồ mà mình thấy đẹp quá thì cũng vừa mua xong, thanh toán tiền xong. Bây giờ quay cận cảnh cho cô chú bạn có thể xem thêm. Đồng thời anh chị em nào thích thì lấy thì cứ chụp ảnh lại màn hình rồi thì gửi qua số Zalo. Còn lát bên đây là cái đồng hồ Rolex. Lát nữa mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho cô chú bạn. Đây thì những mẫu đồng hồ nó cũng rất là đa dạng và phong phú. Nhưng mà theo quan sát của mình thì những chiếc nào đẹp thì thường thường mình anh báo nhân viên đã mở cửa tiệm ra để quay cho cô chú anh chị các bạn. Thì chiếc này vừa mình cũng lấy xong, đã thanh toán tiền. Thì bây giờ tiện đây quay cho cô chú bạn. Thì trước mắt cô chú bạn đây là một mẫu đồng hồ quả nhót nhá. Đồng hồ đút túi, đồng hồ nam bỏ túi.
đồng hồ của Thụy Sĩ của các bạn nhé. Đấy, một mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ, và đặc biệt là chiếc này lên dây nhé, lên cót tay nhé. Lên cót tay hay trong miền Nam anh em gọi là dây thiều. Cái vỏ này của nó thì mình cảm có cảm giác là nó sẽ được chế tác bằng bạc. Dây khóa này, dây khóa này thì đeo túi quần và mắc vào cái con đĩa của quần. Cái vỏ của nó ở bên ngoài nhìn rất giống bạc của các bạn nhé, rất giống bạc. Đồng hồ Thụy Sĩ, mặt số La Mã, trong tình trạng rất đẹp luôn. Giá chiếc này về tay là 6 triệu tiền Việt Nam nhé. Đây, nó lên dây cót tay này. Anh chị em vặn cái thì nó lên dây cót, và để vào tai nó sẽ kêu tích tắc tích tắc. Cái này mình ước chừng nó khoảng 5 cm ạ. Đợi chút anh em chờ chút nhé, mình lấy thước mình đo cho cô chú bạn. Anh em là sưu tầm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình cho nó, tìm qua số Zalo. Có điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này được chạy bằng cót tay cô chú bạn nhé, đang chạy cót tay ấy. Lên dây thiều nhìn rất giống là bạc luôn. Chiếc này thì mình đã thanh toán tiền, tiện ở cái quầy này thì quay cho cô chú bạn thôi. Vỏ thì rất giống bạc luôn cô chú bạn, rất giống bạc luôn. Đặc biệt nó lại cót tay nhé. Mình đo cho cô chú bạn xem là mình đợi chút lấy thước mình đo. Đây, mình đo phổ bì nhé. Để cô chú bạn dễ hình dung thì mình cứ đo phổ bì thôi. Con này theo mắt thường của mình thì mình ước chừng nó khoảng 5 cm. Ước chừng khoảng 5 cm, nhưng mà cứ đo cho cô chú bạn con số chính xác. Đây là một mẫu đồng hồ bỏ túi, đồng hồ của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì đã nổi tiếng với rất là nhiều cái dòng đồng hồ. Đấy, khi mình đeo phủ bì thì cô chú bạn có thể quan sát là chuẩn luôn. 5 cm ạ. 5 cm là phủ bì nhé. 5 cm phủ bì. Size rất là lớn luôn. Giá về tay là 6 triệu. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình cho nó, thì gửi qua số Zalo. Đấy, còn kế bên đây thì mình quay cho cô chú bạn chiếc đồng hồ Rolex. Nữ, cũng trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Anh chị em chờ lát thì mình bảo nhân viên nó mở tủ ra, sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho cô chú bạn con này tốt nhất để cô chú bạn lấy nhé. Tất cả các mẫu đồng hồ đang bán tại quầy là đồng hồ đã qua sử dụng của các bạn nhé. Đồng hồ đã qua sử dụng, hàng xài lướt nên là giá của nó bao giờ cũng rất là tốt luôn. Tuy nhiên trong tình trạng rất đẹp. Cô chú bạn cùng chờ đợi trong giây lát, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết một chiếc đồng hồ này. Chiếc này thì mới về xong. Thường thường thì cứ ngày nào mình cũng qua đi, cái đồng hồ nào mới về là mình hay biết. Đấy, cái này về thì cô chú bạn thấy là trong tủ nó để này, rất nhiều giấy tờ, hộp trong, hộp ngoài, đầy đủ, thẻ. Đấy, cô chú bạn thấy nhân viên nó để ra một đống luôn. Thẻ này, đồng hồ này, hộp trong, hộp ngoài này. Mình sẽ đo cận, quay cận cảnh chi tiết, báo cho cô chú bạn cái giá tốt nhất để cô chú bạn nhanh chóng lựa chọn, có thể mua tặng bạn bè người thân. Đấy, đang bán tại Nhật với giá 61 man 6.000 yên. 61 man 6.000 yên. Lát nữa mình sẽ nhân giá cho cô chú bạn, đồng thời báo giá về tay. Đó, đây là hộp của nó này. Đây là hộp của ấy. Đây là thẻ này. Tất cả cái này là còn nguyên hết của chúng bạn nhé. Còn nguyên hết theo bản gốc luôn. Thẻ cứng này, thẻ bảo hành cứng này, thẻ ví này, giấy tờ này. Nói chung là một set luôn, không thiếu một cái gì. Đây là giấy tờ này, giấy tờ kèm theo. Giấy tờ kèm theo và cái kia đó là vỏ ngoài luôn. Đấy, đây là vỏ ngoài luôn. Thì bây giờ đi vào cận cảnh chi tiết nhé. Cô chú bạn thấy là đây một mẫu đồng hồ Rolex của nữ, trong tình trạng đẹp xuất sắc, mới lên đến 95-97%. Theo quan sát trực quan của mình thì không có một tì vết nào cô chú bạn nhé, không có một tì vết nào. Cô chú bạn nào cần sắm cho bạn nữ một chiếc đồng hồ xài lướt trong tầm tiền vừa phải thì đây là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Giá chiếc này, con này mà hàng mới chắc nó khoảng hơn 200 triệu.
mà bây giờ anh em mua cái con hàng xài lướt này thì vô cùng tuyệt vời. Đây anh em thấy đằng sau này, con này hầu như đeo rất là ít luôn, đeo rất ít luôn nhé, chưa một vết chày nào, chưa vết chày xước nào. Đồng hồ nữ thì đa số nó chỉ có một size thôi các bạn nhé, một size. Lát nữa thì mình cũng đo phù bì được cô chú bạn tiện. Size của nữ là đa số nó là size 26. 26mm là phù bì. Thì bây giờ mình cũng đo cho cô chú bạn. Cô chú bạn thấy giá bán tại Nhật này, giấy tờ táp mác đầy đủ. Đo luôn cho cô chú bạn nhé. Mình đoán nó là 26mm. Chấn luôn của chú bạn, 26mm nhé, 26mm là phù bì. Đồng hồ nữ thì nó chỉ có một size thôi, size 26. Giá chiếc này nhá, về tay 108 triệu tiền Việt Nam, 108 triệu, bao ship toàn quốc, anh em nhân chia cộng trừ nhá, công mua chỉ có 3 triệu thôi nhá, công mua gửi về chỉ có 3 triệu tiền Việt Nam thôi. Đấy, 108 triệu là giá về tay, bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình đó thì gửi qua số Zalo. Kế tiếp thì cô chú bạn thấy là ở đây nó bán rất nhiều cái hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất đẹp nhé. Đây là dây chuyền này. Cô chú bạn thấy là dây chuyền thì đa số Nhật nó là K18. Thì anh chị em nào quan tâm đến dây chuyền thì bữa sau mình qua mình quay cận cảnh nhé. Mình sẽ bảo nhân viên nó bỏ ra bên ngoài, quay cận cảnh cho cô chú bạn. Đặc biệt là dây chuyền đồ trang sức của Nhật thì nó rất là sáng và đẹp. Ở đây nó bán loanh quanh khoảng 20, 25, 20, 30 triệu một sợi. Đấy, thì cái clip ở siêu thị ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhá. Ít nữa về nhà thì mình sẽ kết nối một cái đoạn video ngắn tại nhà, chuyên quay về nồi cơm điện. Thì anh chị em nào quan tâm đến nồi cơm điện có thể ở lại cái video này để xem và mua sắm. Thì cái clip mình quay tại siêu thị mình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Anh chị em nào quan tâm đến nồi cơm điện thì có thể ở lại. Mình sẽ ghép nối cái video bữa trước quay tại cái sảnh nơi mình đang bốc hàng. Cô chú bạn cùng chờ đợi trong giây lát. Trước mắt của chúng bạn đây là hãng nồi con voi, nồi hiệu con voi. Cái này là 1.8 lít nhé, 1.8 lít. Đấy, cái này thì là 1 lít ạ. 1 lít thì sử dụng cho gia đình 4 người, còn 1.8 lít thì sử dụng cho gia đình đông người, 6 đến 7 người. Nồi này thì chỉ sử dụng tại Nhật Bản nhé các chú bạn nhé, vì nó là dòng nội địa Nhật mà, sản xuất tại Nhật Bản và điện thì 100V. Đấy, những cái hàng này sản xuất tại nội địa Nhật thì nó vô cùng chất lượng luôn. Cái này thì đã được khẳng định hàng trăm năm nay rồi, cô chú bạn yên tâm mà xài. Đấy, made in Japan. Thì tại sao có cái nồi 6,5 triệu, có cái nồi 6 triệu thì nhân tiện cái clip này thì mình chia sẻ cho cô chú bạn cái nồi con voi nhé. Nồi con voi là 6,5 triệu, 1.8 lít, còn đây là nồi con hổ. Con hổ thì 6 triệu, 6 triệu là cũng 1.8 lít nhé, tùy theo lựa chọn của cô chú bạn thôi, chứ không phải nồi nào cũng giống nồi nào. Đây 1.8 lít, giá nồi này về thì là 6 triệu, 1.8 lít, hàng cũng mới tinh, đập hộp năm 2023. Đây cô chú bạn đây này, made in Japan năm 2023. Thì lát nữa mình sẽ bóc hộp cho cô chú bạn nhé, tiện đây thì bóc hộp luôn. Thì bữa sau anh chị em nào mua tiếp thì mình cũng cứ khui cái hộp này để cho cô chú bạn tiện mua sắm và theo dõi. Thì anh chị em chờ trong giây lát. Đấy thì vừa nãy mình đã rảnh tay mình khui cái hộp ra cho cô chú bạn. Anh chị em thấy là tất cả đều hàng khui hộp xốp nhé. Giá thì vừa nãy mình đã công bố rồi. Giá nồi con hổ thì là 6 triệu 1.8 lít. Còn con voi thì 6,5 triệu 1.8 lít. Và 5 triệu thì 1 lít. Đấy, sau khi mình đã khui hộp ra thì cô chú bạn thấy là trước mắt cô chú bạn đây là một chiếc nồi con voi màu nâu cà phê. Rất là sạch sẽ và dễ sử dụng của chúng bạn nhé, đặc biệt là rất dễ sử dụng. Quay thêm chi tiết cho cô chú bạn nữa thì
một màu nâu cà phê và bên trong này rất là dày dặn. Cái loại này là 1.8 lít nhé. 1.8 lít thì giá về là 6,5 triệu. 6,5 triệu là hàng đi máy bay. Giá đó là đã về tay. Đặc biệt là nó là sản xuất năm 2023 của chú bạn nhé. Đây. Sản xuất năm 2023. Nồi cao tần. Nên nấu cơm rất là ngon luôn và giữ nhiệt rất là tốt. Nồi mới này thì cô chú các bạn yên tâm sử dụng nhé, trong 3 đến 40 năm sau vẫn phải dùng cũng tốt, chỉ sợ là cô chú cắm nhầm điện thôi, điện của nó là điện hay ở điện 100V, 100 đến 110V thì cô chú bạn có thể cắm được, còn điện 220 cắm vào là xịt luôn, cháy luôn. Đây, cô chú thấy này, điện 100V này, 1295W, sản xuất tại Nhật Bản. 1.8 lít sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, made in Japan. Thì cô chú bạn nào mua thì chụp ảnh nhé, chụp ảnh lại màn hình. Chụp ảnh lại màn hình thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú các bạn. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại Nhật Bản nên là anh chị em nào mà gặp khó khăn trong vấn đề kết nối số Zalo tại Nhật Bản thì có thể điện thoại trực tiếp qua số tại Việt Nam 0975 733 866. Đấy, còn cách để sử dụng cái nồi thì cô chú thấy là hai cái nút tròn màu cam và màu đỏ nhá. Đấy, thì cô chú các bạn nhấn nút màu cam là xong ạ, là được ạ. Khi nấu thì cô chú các bạn chỉ cần nhấn nút màu tròn cam là xong. Nồi này thì về là 6.500.000 đồng. Kế tiếp thì đây là nồi 1 lít. Nồi 1 lít thì là 5 triệu về tay. Nồi này 5 triệu về tay thì rất nhiều cô chú các bạn mua sắm thì nhiều cô chú các bạn mới vào xem thì không biết cách kết nối thì điện thoại trực tiếp qua số tại Việt Nam nhé. Số tại Việt Nam thì đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn này, 0975 733 866. Còn số tại Nhật Bản thì là đuôi 3339. Trước này thì là cũng 1.1 lít, nồi 1 lít thì nấu được khoảng 1 kg gạo dùng cho gia đình khoảng 4 người và một trẻ nhỏ nữa. Nồi này về thì là 5 triệu nhá, 5 triệu thì về tay. Rất là dày dặn và chắc chắn. Hàng thì cũng như con vừa nãy thôi, điện 100V, cắm điện 100V màu nâu cà phê. Đây là dòng nồi con voi. Kế tiếp thì đây là một nồi hiệu Tiger nhé, hiệu con hổ. Hiệu này thì dung tích của nó thì 1.8 lít, cũng sử dụng cho gia đình đông người nhé, khoảng 6 đến 7 người sử dụng. Đấy thì chiếc nồi này thì thông số kỹ thuật nó ghi hết ở trên đây. Cô chú bạn thấy là hai sản xuất năm 2023, này. Sản xuất năm 2023, 1.8 lít. À, cũng made in Japan. Giá chiếc này thì về 6 triệu nhé. 6 triệu là về tay. Là hàng đi máy bay nhé. Cô chú bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình. Sau đó thì gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú chị các bạn. Rất là dày dặn và chắc chắn. Thì ở Việt Nam đa số cô chú bạn dùng cái nồi bãi đấy. Nhiều năm nay thì sau khi để qua đêm thì cơm có hiện tượng hôi thiêu. Cô chú các bạn thay thế những dòng nồi mới tinh thì về sử dụng. Đấy, cái này thì sản xuất năm cũng năm 2023 này. Đều cái nồi của hãng con voi thì nó dập năm sản xuất ở dưới đáy. Còn những nồi con hổ thì nó ở bên hông. Đây con này này. Đấy, ở dưới đáy của nó cũng là 2023. 1 lít nhé. Sẽ về thì cô chú bạn quan tâm với sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình thì sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú chị các bạn. Đặc biệt là cách mua hàng nhé, mua nồi cơm thì cô chú bạn không cần phải cọc tiền nhé. Cô chú bạn các bác không cần phải cọc tiền, chỉ cần để lại số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận, sau đó thì nhận hàng thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. Đây là 6.500.000, đây là 5 triệu và đây là 6 triệu. Cô chú bạn quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Đặc biệt lưu ý là cô chú bạn không cần cọc tiền, chỉ cần để lại số điện thoại, địa chỉ, tên người nhận, khoảng 2 tuần sẽ nhận được hàng. Vậy clip ngắn thì hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loay TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.